Namo Buddhaya.
nữa. Dạ dạ. Đó, cái cô gọi nha, cái ấm. Còn đầu quý vị ở sau đó cứ xích lên cho ấm để đặt càng ấm cúng hơn. Trong khi nghe pháp, rồi nói pháp, chúng ta ngồi thư giãn. Con ngồi này thấy đá với cô quả cũng có được mong Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, thiền viện đạo tràng hôm nay, lời nói bắt đầu chúng ta nghe pháp về năm pháp, chúng con thành tâm để đầu cứ lễ các bậc trưởng lão tôn túc nhân quả an cư lần thứ ba tại Phật viện quốc tế, đặc biệt là xin kính chúc thượng tọa giám viện Phật viện quốc tế là thượng tọa Minh Chí. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày thứ năm, ngày 19 tháng 6 2014. Chúng ta hiện tại là đang có mặt tại chánh điện Phật viện quốc tế. Thì bắt đầu chúng ta nghe pháp và nói pháp. Lời nói đầu tiên xin gửi đến toàn thể đại chúng sức khỏe dồi dào, thâm tâm an lạc, hay là quý vị cho tràng thêm vui. Pháp thoại của thầy bắt đầu là 7:45 cho tới 9:15 thì đề tài của thầy là niềm tin tam bảo. Cái pháp thoại của thầy thứ nhất là thầy để một vài phút cho một vài câu hỏi lần đầu tiên, thứ hai là thầy trình bày trong suốt quá trình, thứ ba là trong quá trình mà thầy hướng dẫn học pháp thì thầy nói trước, thầy đọc trước cái vị là thầy theo thầy sau, thứ tư là cuối cùng thầy cũng để một vài phút cho quý vị thắc mắc có thể hỏi trong cái buổi nói thoại hôm nay, hoặc là quý vị có phát biểu cảm tưởng gì cho buổi nói thoại hôm nay. Rồi quý vị nắm được mấy cái mục đó chưa? Thì bắt đầu đề tài của thầy đảm trách hôm nay là niềm tin tam bảo, được chưa? Thì thực ra thì kính thưa quý Phật tử thì viện đạo tràng ở đây, thì quý vị biết đó, thực ra đối với niềm tin tam bảo, đối với tam bảo có lẽ là quý vị khi mà trở thành Phật tử không đi về chùa là quý vị nghe ít nhất cũng là nhiều lần, phải gì không, phải không, ít nhất là nhiều lần. Nhưng mà hôm nay nói chung mỗi người cũng bột đó đường đó, nhưng mà nó chè hay bánh làm này, mỗi cái mọi thứ nó khác nhau do cái người nấu người làm, chứ còn nội dung nó cũng vậy thôi. Nhưng mà tuy nhiên cái cách người hướng dẫn và cái cách người làm nó khác. Thì trước khi mà chúng ta nghe cái đề tài này cho nó xuyên suốt thì thầy để một vài phút hỏi quý Phật tử, chúng ta là người Phật tử rồi, thế nào là niềm tin tam bảo? Thì thứ nhất thầy nói tam bảo là nó gồm có ba cái gì? Phật, pháp và tăng là gọi là tam bảo không? Nhưng mà nhân từ đây thầy để vài phút thầy hỏi, từ gì á, mình giả dụ mình đi về chùa lâu hay như thế nào, nhưng mà trong trường hợp này á, thứ nhất là bạn đạo của mình mà hỏi mình á,
gì, nha, niềm tin là gì thì mình trả lời được không? Cái điểm thứ nhất, điểm thứ hai á, người ta hỏi các bạn mà khác tôn giáo á, ở nghe nói đạo Phật có tam bảo, mà tam bảo là cái gì? Thì quý vị đóng vai trò là người Phật tử lâu năm hoặc là mới đây, thì quý vị hiểu như thế nào và giải thích như thế nào để cho người ta muốn tìm hiểu đạo Phật mình, người ta hiểu như thế nào? Quý vị nắm ý không? Bây giờ thầy hỏi trước nhất là ở đây là ai cũng là đi chùa lâu năm mà cũng trở thành Phật tử, trước khi mà trở thành Phật tử mình đã biết là tam bảo là gì rồi. Bây giờ nhân tiện đây thầy giống như là không biết gì mà thầy hỏi quý Phật tử giống như bạn đi chùa đâu, hỏi mời chị, mời cô, mời anh tam bảo là gì, là quý vị nói được không? Rồi bây giờ ai là người xung phong để nói là tam bảo là gì, thầy mời quý vị. Chị có thể lên đây thì chị thứ nhất là chị dồn chú cho bà con đi ngủ vô nhà không nên nói, không sợ thầy không sao đâu, mình tập mà mọi chuyện cái thằng không nói được lên thứ nhất, là ảnh nó bay vô không được cho nên rõ luôn rồi mời chị. Chị có nhà này gì hồi nãy con biết thầy nói lên con không dám nói lên. Rồi mời chị. Chị là bà con nè, những tiếp phát nhân là Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Đây con xuống được sợ. Kính bạch như chư vinh đệ, bằng sen là mình tương lai mình về cực lạc đó, mình làm là mình là bây giờ là cái hoa sen rồi, cho nên những cái tạm gọi là bằng sen nha. A Di Đà Phật cho nó thân mật. Thưa thầy, thầy hỏi Phật Pháp Tăng, Phật là bậc là hoàn toàn giác ngộ, đã thoát ra ngoài vòng sanh tử. Pháp là những lời dạy của Phật gọi là Pháp. Tăng là sự hòa hợp. Ê, như là Phật con mới nói gọn á thầy. Con có thể nói nữa thầy cũng luôn sợ nó bể gì đó. Quý vị thấy gì nhận biết không? Nói luôn luôn chứ bà cũng làm được vậy không? Quý vị không? Mời cô chú mình qua xích vô đây để mình cái đạo tràng cái nắm thứ hai luôn chụp hình nữa, nó đẹp nha. Quý vị thấy không? Khi mà đi giao lưu tôn giáo, mình là đóng vai trò Phật tử, trong đó có đạo tôn giáo, nhiều tôn giáo, mà lúc bây giờ người ta hỏi về cái niềm tin tam bảo lúc bây giờ là đối với bạn là sao, thì mình là một Phật tử có thể mới đây, có thể là lâu năm, thì lúc đó mình phải có cái câu để mình trả lời cho các bạn đồng tu hoặc là các bạn đạo để biết. Bây giờ đó là chị nhận tiếp. Bây giờ điều thứ hai, mời điểm thứ hai ai mình trong nhân dịp này, thứ nhất là tập cái hạnh mạnh dạn, thứ hai nữa là mình muốn cho các bạn cùng hiểu và cùng chia sẻ Phật pháp với mình á, cho nên mình cứ xung phong để mình nói những cái gì mình hiểu rồi cùng học với nhau. Rồi bây giờ vị thứ hai, vị nào đâu, bây giờ là đó là mình mấy chị đó, bây giờ mấy anh đây nha, mấy chú đây nha. Rồi mời chú lên đây. Trong cái bạn mình lên là đạo tràng nhà chồng của tay nhé. Con là hồi thực tế hôm nay con có hỏi là thưa thầy là Phật pháp
giả của Như Lai, người đang trên đường dẫn dắt chúng sanh qua kinh điển hoặc là những giờ thờ chư pháp để chúng sanh có cơ hội học hỏi để tiến thân trên con đường tu tập. Đó là quý vị thấy điểm thứ hai là anh chân giới. Quý vị thấy không? Mình cứ hiểu gì, mình cứ đem cái hiểu của mình cho các bạn đồng tu mình biết. Không sao, để mình học hỏi với nhau đó. Bây giờ có vị nào mà vị thứ ba là cuối cùng, vị nào mà nói khác hai, khác hơn hai cái ý đó không? Đừng có đọc lại hai ý đó. Vị nào người thứ ba coi. Dạ, mời vị, mời quý vị, mời quý Phật tử, vị nào? À, mời chị. Đây. Cho nàng một tay. Mời chị Pháp Danh. Em con Pháp Danh thì chùa Phật Kiều Quốc Tế. Tin một cách sâu và vững chãi. Tin á, còn đối với niềm tin á mà các tôn giáo khác á là người ta chỉ biết là ở trên là gì, là số một thôi, nói gì cũng nghe đó. Nhưng mà đối với Phật giáo mình là tin á luôn luôn lúc nào cũng đi đối tránh. Tránh gì? Tránh kiến là cái thấy trong tránh. Cái thấy đó trong tránh như thế nào? Tức là mình thấy Phật Pháp Tăng mà khi ông thầy hay bị sư cô hay bị thầy bị thuyết giảng hay là qua quá trình mình học và mình ứng dụng giáo lý ấy, mình thấy nó không có thiết thực với cái đời sống của mình, không phù hợp với kinh, không phù hợp với luật, không phù hợp với luận lời dạy của Đức Phật, không phù hợp với đời sống của mình và gia đình mình thì mình không tin. Phật giáo dạy như vậy. Còn khi mà cũng cứ lời dạy đó mà người ta dạy thì bắt buộc mình phải theo, bắt buộc mình phải tin, rì mò mình tin, thì cái niềm tin đó là đối với Phật giáo là niềm tin không có tránh tránh kiến, tức là nói sao mình nghe vậy, theo cứ theo đi theo tu đi, theo đạo đi, thì bạn sẽ lên lên heaven, lên trên là lúc nào cũng thoải mái là số một. Còn mà không theo tôi á, họ không theo tôn giáo của tôi á là xuống dưới tối tăm mãi mãi. Cái mãi mãi đó đối với Phật giáo không chấp nhận. Vì vậy không? Thầy nói cái này mãi mãi cho quý vị nghe nè. Đối với Phật giáo á, mà nếu mình làm mình có niềm tin tâm bảo Phật Pháp Tăng là khi mà mình làm cái điều gì mà hạnh phúc á thì mình được về đây vô cực lạc. Nhưng mà hay là mình sanh thiên, tức là về cõi trời á, mình sanh cõi trời nhưng mà qua trên cõi trời á mà mình sống sung sướng quá mà mình không nỗ lực tu tập nữa, không cố gắng nữa, giống như mình ở Mỹ nè, giống như cõi cực lạc ở trần gian nè, mà mình không cố gắng mình lo tu tập, mình không có cố gắng mình làm ăn mà mình gây dựng hạnh phúc gia đình, thì lúc cái vợ
bây giờ tiền nó để nhiều nữa, thời gian hết rồi. Thì cũng vậy, người mà có cái niềm tin đảm bảo rồi đó, mà khi mà một thời gian mà đi đồ sanh thiên đó, thực tập rồi đó, mà qua đó mà mình thấy là mình ở cái cõi đó sống, ví dụ ở cõi tròn này mình lấy tròn một năm, 100 năm, nhưng mà qua kia mình cho 1000 năm đi, cõi trời mình sống rất là lâu, đạt được phước á, thì qua đó sống 1000 năm, nhưng mà 1000 năm đó mình thấy mình sướng quá, làm gì cũng có, cũng có hết, ăn uống cái gì cũng có hết, mình sướng quá, cõi trời là sướng nhất, mà sướng như tiên á, mà qua đó mình không có tu á, thì thời gian hết ngày tháng qua đi, thì lúc bây giờ mình cũng gọi nha, chốt Phật giáo là không có may mắn. Như vậy thôi, cho nên nó trong quá trình mình sung sướng, quá trình mình về là mình phải biết bố thí, mình biết làm cái gì có ý nghĩa hơn, thì lúc đó cái phước nó tăng. Chẳng càng như là cái khóa ăn cư thiết hạnh này, lần thứ 13 này, như vậy thôi. Trong đó chúng ta như đi cùng tu, đời Phật tử cũng cùng tu, cùng ngồi thiền, cùng tụng kinh, thì lúc đó cái phước nó tăng, thì lúc đó cái phước nó tăng, thì mình làm được nhiều việc có ý nghĩa. Thì bây giờ mình có ở chỗ sướng, mình cũng có cái phước, nó sai cái phước nữa. Phước không bao giờ hết, mà khi mình làm mình tăng cái phước. Cho nên mình bỏ công, bỏ sức, bỏ cái sự tu tập của mình, cái phước này là sai cái phước kia, không bao giờ hết. Như vậy không? Thì đối với Phật giáo là không có gì mãi mãi hết. Nếu mà mình mãi mãi có nghĩa là gì? Với chánh kiến mà mình làm cái điều ý nghĩa, mình tin đảm bảo, mình hộ trì đảm bảo trong đó Phật Pháp của mình, thì lúc đó cái mãi mãi này ý nghĩa. Còn đối với mãi mãi kia là cái mãi mãi không có chánh kiến. Mình nói là lên kia mãi mãi là từ trường hợp là anh rì mò tôi lên theo đạo của tôi thôi, là mãi mãi. Và mãi mãi của đó nếu mà tôi không theo là bắt tôi xuống dưới. Như vậy cái mãi mãi đó không có đúng với chánh pháp, không có đúng với chánh kiến. Cái mãi mãi này á, cái đó là giống như là tu Bồ Tát. Đối Phật giáo là không có kiểu đó. Đối Phật giáo khi mình theo đạo, theo là dạy của Phật, theo pháp và theo tăng, thì lúc bấy giờ nó có cái ý nghĩa. Tin luôn luôn lúc nào cũng đi với chánh kiến, cái thấy, cái nhìn trong chánh, cái suy nghĩ trong chánh, thì lúc bấy giờ cái tin này của ông trẻ cũng trải. Quý vị thấy cái tin này thế nào? Thì bây giờ trong đây á, là cái chủ đề chính á, là tin luôn luôn lúc nào cũng đi với chánh kiến. Chánh kiến là cái thấy chân chánh á. Bây giờ tam bảo là tam là gì? Ba. Bảo là gì? Thứ nhất là báo. Báo ha. Mà báo này chỉ cho gì? Phật pháp và tăng. Tại sao kêu Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo? Người ta không kêu là Phật bạc, tăng bạc. Quý vị thấy không? Cho nên á, người ta cái lấy cái vụ của thế gian á, người ta kêu là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Cái gì mà quý nhất ở thế gian này mới gọi là bảo. Vàng bạc kim cương hoặc sò, ví dụ cái đó bảo bằng ngọc bằng ngà thì lúc bây giờ người ta gọi là bảo nha. Thì cái đó cái vụ thôi, lấy cái vụ từ cái vụ đó mà xin chỉ cho Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Bây giờ quý vị thường thường á, quý vị về chùa thì biết á, là tam bảo này á, đối với người Phật tử tại gia và Phật tử xuất gia, người cư sĩ và người xuất sĩ, tam bảo luôn luôn nào cũng nằm trong trái tim của mình. Không phải là chỉ tam bảo chỉ cho Phật tử đâu. Tam bảo này á, chỉ cho người xuất gia cũng có tam bảo, là người Phật tử tại gia cũng có tám tam bảo. Từ khi mình về chùa, từ khi mình biết được mình trở thành người Phật tử, mình quy y Phật, quy pháp, quy tăng, tam bảo có lúc bây giờ. Quý vị thân, mà người trong gia đình của chúng ta cũng vậy, khi mà mình thờ cha thờ mẹ cũng có tam bảo lúc bây giờ. Tự vì đạo Phật có nói quý vị thân là thờ cha thờ mẹ chính là thờ Phật, thì Phật trong đó cũng là tam bảo rồi, một trong tam bảo rồi. Quý vị không? Bây giờ là Phật này, pháp này, tăng này, là gồm có ba ngôi quý báu nhất, là cái đỉnh ba chân ha, gọi tam bảo. Bây giờ thầy sẽ đi từng tiết một. Trước khi mà mình đi vô từ phần một thì quý vị đọc cho thầy cái bài kệ này nha. Hạnh phúc thay chư Phật ra đời, hạnh phúc thay chư Phật ra đời, hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay giáo pháp
cái gì không? Chỉ cho ai? Con biết rồi. Con nói là sai thì mình sẽ biết lại. Dạ. Bốn chúng là bây giờ tìm theo đó là nói theo thuật ngữ á. Nha, thuật ngữ còn nói về tiếng Việt thuần Việt luôn á, là người xuất gia nam, người xuất gia, gia nữ, người tại gia, gia nam và người tại gia, gia nữ, Bhikshu, Bhikshuni, Upasika, Upasika là chị nam, Upasaka là chị gia nam, Upasika là chị gia nữ, đó là theo thuật ngữ. Nha, thì bốn chúng cùng tu ở đây là tất cả chúng ta là bốn chúng cùng tu, vì vậy sao? Nhờ cùng tu cho nên mình có hạnh, hạnh phúc không? Phật thứ nhất á, nãy quý vị định nghĩa thứ nhất là Phật toàn giác, pháp là giờ dạy đức Phật, tăng là đoàn thể cùng tu tập, bốn chúng trong phải một chúng rồi, nhớ chưa? Nhớ chứ không phải người già, chỉ tăng là gì, chỉ cho những ông sư bà sư thôi, chỉ cho người xuất gia nam, người xuất gia nữ thôi, không đúng lắm. Bốn chúng trong đây á, tăng là chỉ cho bốn chúng. Nếu mà người xuất sĩ hay người xuất gia mà tu trong trường hợp này không có người hộ trì đảm bảo, nam mô A Di Đà Phật, sao mà có mà để ngồi yên mà để tu, quý vị không? Cho nên mình phải nói bốn chúng, được chưa? Không nói cái chỗ đó là quý Phật tử nhiều khi không ai nhắc tới mình, nhiều khi mình thấy thẹn, quý vị không? Phải nhắc chỗ đó, nhấn mạnh chỗ đó là mình cái niềm tin tâm bảo nhiều đó là mình thấy sâu sắc rồi, quý vị sao? Nhờ như vậy á, niềm tin tâm bảo mình vững chãi, sâu sắc, hộ trì lúc nào cần là tranh thủ thời gian lên ủng hộ ngay. Như vậy nó mới ngon lành chứ. Còn nhiều khi á,